Yo, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Và mình là Tuấn Vàng Review. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một em game được rất là nhiều những bạn yêu cầu. Các bạn thường gọi game này là iTam. Nhưng mà thực ra ấy, thì iTam là một công ty, một tập đoàn phát triển game. Còn game mà được phát hành bởi iTam sắp tới thì lại có tên là Lim Odyssey em. Và mình cũng quên mất ấy, là mình cũng đã đầu tư vào cái game này rồi. Nhưng mà may mà các bạn nhắc thì mình mới nhớ. Thì ok, vậy thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái hệ sinh thái iTam và cái game Lim Odyssey này là nó như thế nào và cái cách kiếm tiền nhé. Ok, và đầu tiên ấy thì như mình tìm hiểu ấy thì cái trang web của itam.network này thì nó cũng chưa có một cái thông tin nào nó có thể gọi là chi tiết như những cái game mà mình đã từng tìm hiểu mà mình đã review. Ở đây nó rất là sơ sài cho nên là cũng có rất là nhiều người, nhiều bạn là không có cái niềm tin vào trong cái dự án iTam này. Thì theo như mình tìm hiểu ấy thì cái game này, cái game Lim Odyssey được phát triển bởi cái công ty game là iTam, thì cái game này cũng là game mà chơi để kiếm tiền, play to earn, và chơi miễn phí, free to play. Đó thì các bạn có thể chơi miễn phí mà vẫn kiếm được tiền. Mình sẽ nói một chút về iTam, về cái công ty iTam. Công ty iTam ấy thì nó là một hệ sinh thái game, một công ty, một tập đoàn chuyên sản xuất game. Và theo như mình tìm hiểu ấy thì tập đoàn này được điều hành bởi CEO founder là Ah Sung Kyu, là người Hàn Quốc. Anh này đã từng tham gia phát triển rất là nhiều những dự án quy mô lớn trong vòng 13 năm và đã từng đảm nhận ở những cái vị trí rất là cao trong một số công ty công nghệ của Hàn Quốc. Và bên dưới đó thì còn có phó chủ tịch của tập đoàn là anh Ha Seop Jeong. Anh này thì nhận được bằng thạc sĩ khoa học này và có kinh nghiệm làm game trong trong cái ngành game này là 11 năm. Và dưới đó thì còn có Bui Eong Su Kim này, giám đốc bộ phận trò chơi này. Rồi ông Ho Seok Jang này là giám đốc chiến lược này. Và Do Jun Won là giám đốc công nghệ. Nói chung là các ông này ấy thì cũng làm ở trong cái ngành game này toàn 11, 12 năm. Và cũng đã từng trải qua làm việc ở những cái tập đoàn công nghệ hay là những cái công ty công nghệ ở bên Hàn Quốc rất là lớn rồi. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin ở trên mạng. Ok, và một cái nữa là tất cả các game sắp tới mà tập đoàn iTam này phát hành thì đều trao đổi và mua bán bằng cái đồng iTam này. Đó, hoặc những cái game mobile mà không phải là của iTam phát triển và sản xuất nhưng mà đăng ký ở trên iTam Store, tức là cái chợ iTam để giao dịch NFT ấy, thì cũng đều phải giao dịch bằng iTam. Và mình cũng có tìm hiểu được cái thông tin ấy là sắp tới thì cái công ty iTam này sẽ liên tục đưa ra thị trường là thêm mấy chục cái game nữa và ra sẽ lần lượt. Đó, cho nên ấy là mình cảm thấy như là cái hệ sinh thái, tức là cái đường đi của cái công ty iTam này nó rất là thú vị. Và mình theo cái quan điểm của mình ấy là mình sẽ hold cái đồng đồng token này. Bởi vì mình sẽ phân tích như này. Thứ nhất ấy là nó sẽ ra nhiều game, cái công ty này nó sẽ ra nhiều game. Và nếu game này không hay thì sẽ có game kia hay. Đó, thì một chỉ cần có một hoặc hai game hay thôi thì sẽ có rất là nhiều người vào để mà tìm hiểu mà chơi, thì đồng nghĩa với cái việc là iTam sẽ được giao dịch hàng ngày với cái lượng volume rất lớn và cái market của cái iTam này nó sẽ là tăng lên. Và khi tăng lên đồng nghĩa với việc là cái giá của cái đồng token iTam này nó sẽ tăng lên. Chính vì vậy nên là mình cũng đã quyết định đầu tư vào để mà hold cái dự án này. Đó, thì ok, thì sang đến đây thì mình sẽ xem cho các bạn xem là cái đồng iTam này hiện tại thì nó đang ở cái giá là 0.024. Volume giao dịch hàng ngày thì là 508.000, tức là 500.000 đô một ngày. Đó, còn cái tổng cung hiện tại này thì là 52 triệu coin. Còn mắc mắc cung thì là 2 tỷ 5. Và mình sẽ xem tiếp ở trên BSC scan này. Xem là có bao nhiêu holder đây. Hiện tại là cái game cái hiện tại là cái token iTam này đang có là 34.929 cái ví của holder. Đó. Đây, người ta vẫn đang tiếp tục giao dịch đây. Đang giao dịch và liên tục đây. Đây chúng ta cũng có thể check cái ví này này. Ok chưa ạ? Và một cái nữa thì mình sẽ check cái chart của cái đồng item này ở trên cái pool coin. Thì hiện tại ấy, đây mình sẽ phân tích một chút về cái kỹ thuật nha. Xem nào. Hiện tại ở trên cái khung D ấy, thì mình cảm thấy như là cái giá của cái đồng iTam này này
thì là nó đang đi ngang tích lũy, và nó đang tích lũy ở ngay cái vùng là hỗ trợ. Và cái hỗ trợ này thì cũng được coi là một cái hỗ trợ khá cứng. Còn nếu mà phá qua cái hỗ trợ này, đây, phá qua cái vùng hỗ trợ này là từ 0.02 đến là 0.023 này, đây, phá qua cái vùng này thì nó sẽ khả năng nó sẽ về đến đây. Nhưng mà mình nghĩ là cái cơ hội nó phá thì nó rất là khó, bởi vì là thứ nhất là ngày mùng 4 tháng 10 này là cái game đầu tiên của cái công ty Aeta này nó đã ra mắt, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là thị trường crypto nó vẫn đang trong cái giai đoạn là nhấp nhả, nhưng mà mình vẫn thiên về cái xu hướng là thị trường nó sẽ uptrend nhiều hơn. Cho nên là hai cái yếu tố đó kết hợp vào với nhau thì sau khi sang tháng 10 thì mình kỳ vọng là cái đồng Aeta này, cái token Aeta này nó sẽ phá qua cái đỉnh cũ này, là rơi vào tầm mức là 0.03. Đây. Đấy, 0.03, 0.04. Đó, thì phá qua cái đỉnh cũ này để mà trở về đến cái vùng này thì mình kỳ vọng là giá sắp tới là nó sẽ lên đến cái vùng này. Và nếu như cái game Lim Odyssey này ra mà đúng như quảng cáo rồi nó gây cuốn cho anh em và chơi rất là mượt thì mình nghĩ là nó sẽ phá được qua cái đỉnh này, là cái điều nó rất là đơn giản thôi. Nó cũng không có cái vấn đề gì. Nếu mà về 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 game ấy. Đây, nói chung là chỉ cần là nói được làm được, công ty nói được làm được, ra game hay cuốn thì cái đồng token này được giao dịch nhiều thì nó cũng là cái chuyện nó rất là bình thường thôi. Và sắp tới là cái Itam Store nó ra thì là nó sẽ có rất là nhiều những cái game mobile mà nó sẽ bán đồ, giao dịch đồ trên đó, thì cũng đồng nghĩa với việc là cái volume giao dịch này, đấy, cái market cap, cái volume giao dịch của cái đồng Itam này nó sẽ tăng lên hàng ngày, thì cái nó sẽ thúc đẩy được cái giá của đồng Itam nó đi lên, và đó là cái kỳ vọng của mình. Đó, và cái đấy là cũng là cái cách mà mình nhìn nhận để mà đầu tư vào, chứ không phải là lời khuyên đầu tư cho các bạn nhé. Lưu ý cho mình nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái game Lim Odyssey này. Thì thực ra ấy, thì cái game game này thì nó cũng chưa có những cái giới thiệu chi tiết về game, ngoài cái việc mà nó đã mở bán bốc để mà mình mở ra những cái đồ mà sắp tới ra game thì mình sẽ mang vào đó chơi. Thì ngày cái và tiếp đến là cái ngày mùng 4 tháng 10 này là sẽ ra mắt game này. Đó. Và hôm trước ấy thì mình cũng đã đầu tư vào cái game này và mình cũng đã đập hết là 100 cái bốc lúc mà nó ra mắt ấy, thì mình đã đập 100 cái hộp này rồi và cũng được ra được cái đồ khá ngon. Một lát nữa thì mình cũng sẽ vào cho anh em xem. Ok, vậy thì cái game này nó kiếm tiền bằng cái cách nào? Thì game này ấy, nó sẽ kiếm tiền bằng cái cách ấy, là các bạn sẽ đánh qua những cái cửa theo các cái chế độ chơi này. Ở đây hiện tại nó chỉ có những cái chế độ chơi thôi. Đó. Thì các bạn sẽ phải đánh qua những cái chế độ chơi của nó để mà các bạn nhặt được đồ. Nó sau khi mà các bạn nhặt được đồ thì các bạn lại mang lên cái chợ NFT bán, và những cái đồ này nó sẽ có từng các cái cấp độ nha, là A, B, C này, S này, SS này. Đó. Thì những cái đồ này nó phải gắn cái mác là NFT thì các bạn sẽ giao dịch được ở trên chợ Itam Store. Còn nếu mà nó không gắn mác NFT thì các bạn chỉ có thể bán lấy vàng chơi ở trong game mà thôi. Đó. Và còn một cái cách kiếm tiền nữa là những cái đồ NFT mà các bạn nhặt được, nhưng nếu các bạn không dùng đến cho cái nhân vật này hoặc là thừa thì các bạn có thể là mang ra để mà đốt. Tức là bán lại cho cái nhà phát triển ấy, thì nó gọi là đốt, nó có một cái chế độ nữa là đốt đồ để mà nhận được cái đồng Aetam. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái chế độ chơi nhé. Đây là cái chế độ đầu tiên, Raybot. Đấy, đối với cái chế độ Raybot này thì là đánh đánh bot, nhưng mà tham gia tối đa này là 4 người này. Đấy, chế độ này thì 3 lần mở cửa, 3 lần một ngày. Đó, và nhưng mà theo cái giờ giấc đã cố định ở trong game. Đó, với cái chế độ này thì phần thưởng thì nó cũng là các cái vật phẩm ở trong game thôi. Sau đó thì các bạn nhặt rồi up đồ rồi, hoặc là các bạn có thể mang ra chợ NFT các bạn bán. Rồi đến cái chế độ tiếp theo. Chế độ tiếp theo thì cũng là cái chế độ đánh bot, nhưng mà bot này là bot thế giới. Đấy, ở cái chế độ này thì các bạn lại đánh bot cũng giống như kiểu là những cái game như là Gunny này hay MU này. Thì bot trong cái game này ấy, thì nó cũng xuất hiện là 3 lần một ngày trong vòng 24 giờ. Ở cái game này thì đa phần là các bạn cũng nhặt cái phần thưởng nó chỉ là như như vậy thôi. Đó, cũng là nhặt đá, nhặt đồ, nhưng mà ra được NFT thì nó sẽ rất là tốt. Đấy, còn ra được đồ khác thì bán lấy vàng. Đây, cái chế độ tiếp theo là chế độ ngục tối vô hạn này, hay là còn gọi là ngục tối sâu thẳm đấy. Đấy, thì cái chế độ này là cái chế độ mà chế độ vượt tháp.
Thì đây, nó sẽ có 100 cái tầng tháp này để cho các bạn sẽ vượt từ cái cấp độ dễ đến cấp độ khó, là vượt qua 100 cái tầng tháp này. Đấy, vượt càng chế độ khó thì sẽ nhận được càng nhiều những cái đồ nó ngon hơn. Đó, nhận được nhiều đồ ngon hơn thì các bạn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Đấy, phần thưởng thế. Rồi, đến cái chế độ tiếp theo là play play đua. Đua battle. Thì ở cái chế độ này thì là người chơi player đánh nhau để tranh phần thưởng hàng tuần. Đó. Thì gọi là chế độ PVP, các bạn sẽ cạnh tranh với người khác để mà tranh được cái phần thưởng hàng tuần. Thì phần thưởng thì chắc cũng là dương này. Phần thưởng chắc là dương, nếu mà tranh nhau thì chắc là dương để mở ra những cái NFT, sau đó mình mang đi bán. Đó. Rồi cái chế độ tiếp theo là chế độ campaign, là chế độ vượt ải. Đó, chế độ vượt ải này thì nó gồm có là 24 ải và 280 màn. Thì các bạn cần phải vượt qua, ví dụ như một ải ấy, thì nó sẽ có rơi tầm khoảng 10 màn, thì nó từ dễ đến khó, thì các bạn cứ vượt qua hết ải này, vượt qua mỗi ải thì sẽ nhận được đồ, cứ vượt qua hết ải này lại đến ải khác. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Rồi chế độ tiếp theo là chế độ chiến binh thú cưng, có thể thành lập các bữa tiệc hệ thống này với các chiến binh và vật nuôi độc đáo này. Điều quan trọng là chơi để chiến chơi các chiến lược khác nhau thông qua các điểm khác nhau này. Đây. Đây là các giới thiệu về 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 tướng này. Đây, các vật nuôi này. Teddy này. Đó. Rồi, hết rồi. Rồi, đó là toàn bộ những cái cách chơi cái game này để mà kiếm tiền. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là hôm trước thì mình có đập cái bốc ra thì nó sẽ ra được những cái đồ gì. Đây, hôm trước mình có đập này. Đây, mình đập này, game này, Lim Odyssey này. Đây là các cái đồ NFT này. Đây, mình tích vào hết nha, để xem những cái đồ của mình ở đây này, rất nhiều luôn. Mình đã đập 100 cái bốc. Đó, thì các bạn có thể xem này. Nhưng mà nó chỉ ra được mỗi hai đồ SS thôi anh em ạ, cũng cũng khá là đen. Nhưng mà đây mình sẽ tắt này đi để cho các bạn xem hai cái đồ SS mình. Thì hiện tại thì hai cái đồ SS này thì là cái đồ hiếm nhất rồi, nó ở cái danh cao nhất rồi. Thì hiện tại ấy, như mình xem ở trên chợ NFT ấy, thì cái giá của cái vũ khí này nó rơi vào tầm khoảng 2.000 đô. Hiện tại thì đang đang được trả là 2.000 đô. Còn những cái bao tay, những cái đồ phụ kiện khác, quần áo thì nó cũng rơi vào tầm khoảng, ông trả đắt thì tầm khoảng 800, còn ông trả rẻ thì tầm khoảng 600. Đó, còn nói chung là mình mở hết 100 cái hộp này là rơi vào tầm khoảng là 1.000 đô. Thì mình đã mở được hai cái đồ này, thì mình mà bán hai cái này đi thì là hiện tại sẽ được x2, hơn x2. Đó. Thì nó cũng gọi là ngon, nhưng mà mình sẽ để lại để mà đợt này ngày mùng 4 tháng 10 này mình sẽ ra mình vào game mình chơi và mình kiếm thêm những cái NFT. Hiện tại ấy, thì mình chỉ đầu tư vào cái game này là có 1k thôi, các bạn đừng có nhầm lẫn nha. Mình đầu tư vào cái item ấy thì cũng cũng khá khá, mình đầu tư vào item thì rơi vào tầm khoảng 10k. Nhưng mà mình đầu tư vào cái game Lim Odyssey này nó chỉ là 1k thôi, để mình đập cái bốc này lấy mấy hôm nữa lấy cái đồ vào mà mình chơi. Đó. Chứ còn mình đầu tư vào ấy là đầu tư vào cái hệ sinh thái của item, chứ không phải là đầu tư vào cái game item. Đó. Cho nên là các bạn cũng cần phải nắm rõ nha. À, và còn một cái nữa ấy, là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn ấy, là khi mà các bạn tìm hiểu về những cái dự án game, hoặc là không phải dự án game, tức là cách mà các bạn check những cái dự án là nó tốt hay là không, tức là cái hệ sinh thái nào, dự án nào nó có thể gọi là hidden game hoặc là tiềm năng, thì các bạn nói chung với đối với cái quan điểm của mình ấy, thì mình chỉ cần nắm một một vài điều thôi. Thứ nhất là cái đội dev ấy, người ta có kinh nghiệm hay không, thì mình có thể tìm hiểu và tham khảo xem là người ta đã hoạt động ở đâu, làm việc ở đâu. Còn nếu mà cái đội dev mà ở trong cái dự án này mà đội dev mà đã nghỉ rồi thì thôi, mình sẽ bỏ qua cái dự án đó. Và thứ hai nữa là về cái phần roadmap, là cái phần mà lộ trình phát triển của team ấy, thì tức là dev có phát triển theo cái hệ đường dài hay không, có khả năng thu hút những cái người chơi hay không, hoặc các bạn cũng có thể coi đây là, tức là người ta hứa hẹn là sẽ ra game như này, nhưng mà lúc ra nó có cuốn không, nó có đúng như kiểu quảng cáo hay không, thì cái đấy cũng là một cái phần mà có thể thu hút người chơi và thu hút được những cái nhà đầu tư, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là mình sẽ check check một cái nữa là ở bên
coi market cap hoặc là coi Gecko để mà mình xem là cái cung phát hành ra là khoảng bao nhiêu và cái volume giao dịch hàng ngày là bao nhiêu, xem có được nhiều người quan tâm hay không. Và một cái nữa ấy, là các bạn sẽ xem là cái market cap hiện tại, cái market cap của nó là bao nhiêu. Như đối với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì cứ đồng token nào mà mình cảm thấy như là nó tiềm năng này, nó có triển vọng này, thì cái cap mà dưới 15 triệu đô thì là đầu tư vô tư các bạn ạ. Đó. Và một điểm nữa là mình cũng, tại vì là cái nghề của mình là trader mà, nên là mình cũng có phân tích một chút nữa để mà mình tìm cái điểm vào của mỗi cái dự án nếu mà nó mà có đã có chart rồi. Thì đây là cái cách mà mình soi dự án mà thôi, không phải là lời khuyên đầu tư. Thì các bạn hãy xem cho nó hết cái video để cho nó trọn vẹn, chứ không thì đến lúc lại lao vào mua rồi các thứ thì tiền của ai thì người đấy giữ mà chơi thôi, và quyết định thì là do mọi người nhá. Rồi ok, đó là toàn bộ video ngày hôm nay, là mình đã hướng dẫn các bạn về cái cách mà chơi cái game Lim Odyssey em, và sắp tới nó sẽ ra mắt, và cái dự án tiềm năng là iTAM. Nếu như các bạn cảm thấy video của mình có chỗ nào mà khiến các bạn chưa hài lòng, hãy comment góp ý cho mình để mình có thể hoàn thiện hơn trong những cái video tiếp theo. Và nếu cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông và thông báo cho những video kế tiếp. Và lưu ý này, mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Chúc các bạn chơi game vui vẻ, kiếm được nhiều tiền và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.